Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Trumi có một cái kiến thức thật là hay muốn chia sẻ với tất cả các bạn. Thì kiến thức này á thì mình nghĩ á là chắc là có rất nhiều người đã biết, nhưng mà nếu mà những bạn đã biết rồi thì đâu đó các bạn xem qua video này thì đâu đó các bạn cũng có thể biết thêm được một vài cái thông tin gì đó nữa mà các bạn chưa có rõ. Còn những bạn nào chưa biết á thì xem qua cái video này á thì càng càng thấy hữu ích hơn, có nghĩa là nó giúp mình thêm một cái kiến thức mới. Thì cái thông tin mà mình muốn nói á, mình muốn chia sẻ đây á, đó chính là cái các sản phẩm của Google. Thì Google á, đó là một công ty chuyên về phần mềm, nhưng mà nó có rất là nhiều cái sản phẩm. Thì cái đầu tiên á mà khi Google nó phát triển á thì nó phát triển về cái phần Google Search. Google Search đây thì cái sản phẩm của nó là Google Search, là dùng để tìm kiếm. Ngoài ra thì nó có về email, thì để mình trao đổi những cái thư từ, hoặc là ví dụ như bạn tìm đường chẳng hạn, bạn tìm đường thì có Google Maps. Hoặc là bạn cần lưu trữ những cái file dữ liệu á, thì bạn có Google Drive. Nó sẽ lưu trữ những cái dữ liệu của bạn ở trên trên đám mây, thì do đó mà cái dữ liệu của bạn sẽ được bảo toàn trên đó, không bao giờ bị mất. Ví dụ như máy tính bạn có hư đi nữa thì bạn chỉ cần cài lại máy tính, hoặc là điện thoại bạn có hư đi nữa thì bạn chỉ cần cài lại điện thoại. Bạn mua điện thoại mới, bạn mua máy tính mới thì bạn chỉ cần đăng nhập đúng cái tài khoản Google của bạn, thì lúc này á là bạn sẽ hoàn toàn lấy lại được những cái dữ liệu mà bạn lưu trên Google Drive. Hoặc là có YouTube thì đó là một cái ứng dụng mà dùng để chia sẻ những hình ảnh video, chia sẻ tất cả những cái video của các bạn ha. Thì còn có Google Photo, thì cái ứng dụng này á là dùng để làm gì? Là dùng để lưu trữ tất cả các hình ảnh của bạn lên cái Google Photo này, kể cả hình ảnh, kể cả video luôn. Thì ví dụ như cái điện thoại của bạn này, bạn đi chơi, bạn chụp hình, chụp ảnh gì đó thì nó sẽ được lưu trữ Google Photo này, cũng như là những cái đoạn video mà bạn quay lại thì nó được lưu trữ ở đây, thì bạn cũng sẽ không lo bị mất. Cho dù có mất điện thoại hay là gì đi nữa thì cũng không bao giờ mất cái những cái hình ảnh đó. Rồi mình dùng để trình duyệt web á, mình dùng để lên web, ví dụ như đọc báo, đọc tin tức thì có Google Chrome. Rồi ví dụ như bạn muốn lưu trữ những cái thông tin gọi là cái gì ta, bạn hay viết nháp á, bạn hay có một cái bạn hay có một cái gọi là cái sổ tay để bạn hay viết nháp những cái thông tin mà cần thiết á, thì ở đây nó có là Google Keep Note đó. Nói chung là rất là nhiều 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 thứ, Google nó rất rất chi là nhiều thứ. Thì do đó các bạn biết tại sao không? Hôm nay á, cái lý do mình muốn chia sẻ với các bạn ở đây á là như thế này nè. Ví dụ như khi bạn có một cái điện thoại hoặc là có một cái máy tính mà bạn lưu trữ dữ liệu nó rất là nhiều giống như vậy, nói chung là nó rất là nhiều thứ mà bạn không có một cái tài khoản Google á, thì hầu như là bạn không thể nào, có nghĩa là lỡ mà ví dụ như khi mình cái điện thoại, thiết bị của mình hư thì mình không thể nào lấy lại được những cái dữ liệu đó. Do đó thì có một cách á, là bạn sẽ tạo những cái tài khoản Google, rồi bạn thêm vào trong, bạn bạn cài đặt cái tài khoản Google trong cái điện thoại của các bạn, thì nó sẽ tự động nó lưu lại những cái dữ liệu đó. Thì khi mà thiết bị của mình á, nó bị hư hỏng gì đó thì mình mua thiết bị mới và mình đăng nhập đúng cái tài khoản Google thì tất cả mọi thứ nó đều trở lại như cũ cho bạn, là bạn không lo mất dữ liệu. Thì ở đây á mình sẽ hướng dẫn các bạn á là cái cách để thêm một cái tài khoản Google vào trong cái điện thoại, đó là cái thiết bị Android ha, là những cái thiết bị Android, thiết bị dùng cái hệ điều hành Android. Thì để thêm thêm cái tài khoản Google vào trong cái thiết bị của bạn á, thì hầu như á, trên trên cái thiết bị, những cái máy smartphone, cái thiết bị sử dụng hệ điều hành Android á, thì
tất cả mọi thứ cài đặt á, là nó đều nằm trong cái phần setting. Thì cái hình cái biểu tượng có cái bánh răng giống như vậy nè, nhưng mà đó là đối với là tiếng Anh. Còn trường hợp là cái tiếng Việt á thì nó ghi là cài đặt. Rồi các bạn vào setting, các bạn chọn tới cái mục đó là user account, các bạn chọn vô cái chức năng, cái tab đây nè, add tài khoản, add account có nghĩa là thêm tài khoản. Rồi các bạn chọn vô cái Google. Rồi ở đây thì cái việc thêm tài khoản vô cái thiết bị này á, là thêm tài khoản Google vô cái thiết bị này á, là đương nhiên trước đó là các bạn đã đăng ký cái tài khoản Google rồi nha, có nghĩa là bạn đã tạo những cái tài khoản Google trước đó rồi. Thì ở đây mình tạo hai cái tài khoản Google và mình sẽ tiến hành thêm hai cái tài khoản Google vô trong cái thiết bị này. Thì ở cái bước này thì chúng ta chỉ cần nhập cái username với cái password của hai cái tài khoản Google mà bạn đã tạo trước đó vô trong thiết bị này thì là được ha, chứ mình không phải là tạo tạo tài khoản mới nha. Cái này gọi là thêm cái tài khoản của Google của bạn vào trong thiết bị này ha. Rồi khi các bạn thêm cái tài khoản, bạn nhập user với password xong rồi á, thì nó sẽ hỏi bạn là có đồng ý với các dịch vụ của Google hay không. Thì bạn chọn là accept, có nghĩa là chấp nhận, thì nó mới cho phép bạn thêm cái tài khoản đó vô ha. Thì đây đã thêm thành công được một cái tài khoản rồi. Đây tài khoản này đây. À, tài khoản này đây ha. Rồi okay. Đây nha. Rồi bây giờ mình tiến hành thêm luôn cái tài khoản thứ hai, cũng chọn Google. Bạn cũng chọn đồng ý ha. Ok. Rồi, các bạn thử chọn lại vào trong Google, các bạn sẽ thấy là lúc này á, trong cái thiết bị điện thoại này nè, nó có hai tài khoản của Google. Một á là cái tài khoản nó tên là, thì mình giả sử rằng bây giờ các bạn thử bấm vô vào một trong hai tài khoản này thì các bạn sẽ thấy như thế này nè. Đó, khi mà cái tài khoản Google của bạn vào trong cái thiết bị điện thoại này thì lúc đó các bạn thấy là nó ghi là contact nè, nó đang đồng bộ nè, driver, Gmail, nói chung là tất cả những cái ứng dụng của Google nó đều đồng bộ về cái thiết bị này hết á. Có nghĩa là ví dụ như trước đó các bạn bị thiết bị của bạn bị hư, thì bạn và trước đó cái thiết bạn có sử dụng cái tài khoản Google của bạn ở cái thiết bị cũ, và bây giờ bạn có cái thiết bị mới, cái điện thoại mới, các bạn chỉ cần đăng nhập vô cái thiết bị mới với cái tài khoản cũ đó của bạn, và tất cả những thứ về contact, có nghĩa là cái thông tin liên hệ, có nghĩa là cái danh bạ điện thoại á, Google Drive, có nghĩa là những dữ liệu bạn về file hình ảnh, về file nói chung là tài liệu á, rồi về email đó, về những cái note, có nghĩa là cái ghi chú của bạn ở cái tài khoản trước đó, nó đều đồng bộ về cái điện thoại này hết. Có nghĩa là bạn sẽ không có bị mất bất kỳ cái dữ liệu nào hết đó. Nên cái này khi mà bạn sử dụng cái tài khoản Google thì bạn yên tâm ha. Thì đó đó thì nó lúc này á, những cái ứng dụng này nè,
ví dụ như Google Drive này, ví dụ như Google Drive này, đây, rồi hình file này, rồi hình ảnh của bạn này, rồi các ghi chú của bạn trước đó này, rồi email của bạn trước đó này, rồi là mọi thứ đó nó đều trả về hết cái điện thoại này, là bạn hoàn toàn yên tâm không sợ mất cái gì nha. Đó. Rồi, tiếp theo á, mình giả sử rằng á, ví dụ như bây giờ bạn đã được cái tài khoản Google vô cái thiết bị này rồi, bây giờ mình muốn xóa bớt đi cái tài khoản Google mà không cần thiết thì mình phải làm sao? Thì mình cũng làm, mình cũng làm như bước lúc nãy, nhưng mà mình làm ngược lại chút xíu, mình vẫn vô cái phần setting, có nghĩa là phần thiết lập, mình chọn vô cái user account, có nghĩa là cái người dùng và cái tài khoản, mình chọn vô cái Google. Ví dụ như ở đây nó có hai cái tài khoản như thế này, mình muốn xóa bớt một trong hai cái tài khoản thì mình chọn cái tài khoản mà mình cần muốn xóa, mình chọn vô cái dấu hai chấm ở phía góc phải màn hình, ở bên trên mình chọn remove account, là xóa cái tài khoản á, có nghĩa là xóa cái tài khoản Google khỏi cái thiết bị này, chứ không phải là xóa cái tài khoản, xóa hẳn cái tài khoản, có nghĩa là mình gỡ cái tài khoản này ra thôi, chứ không phải là xóa nha. Đó. Đó, ok, là các bạn đã hoàn thành công trong cái việc là xóa cái bớt một cái tài khoản trên cái thiết bị này. Ok. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã xem video nhé. Thì qua cái đoạn video này thì hy vọng thì đâu đó nó cũng giúp ích được tất cả các bạn hiểu được một phần nào đó, có nghĩa là bạn những bạn nào mà chưa hiểu một cái phần nào đó về Google thì các bạn cũng có thể hiểu thêm, còn những bạn nào chưa có cái kiến thức này thì coi như là bổ sung thêm cái kiến thức cho mình. Rồi, cảm ơn các bạn nha. Các bạn cho mình xin một lượt like cũng như là một lượt chia sẻ cái thông tin này tới những bạn bè của mình để giúp họ có thể là thuận tiện hơn trong cái cuộc sống, cũng như là thuận tiện hơn trong cái việc mà sử dụng cái điện thoại, những cái thiết bị thông minh ha. Rồi, cảm ơn các bạn nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.